Trong một bạn cần biết kỳ này sẽ giải đáp những thắc mắc cho rất nhiều băn khoăn của các bạn trẻ về thời gian và thủ tục cần thiết khi nhập học đợt 2, cũng như những trải nghiệm hấp dẫn đang chờ đợi những ai sắp nhập học trước ngày 30 tháng 8. Bạn đang thất vọng về trường Đại học Huyền Mộng 1? Đừng quá lo lắng! Đại học Đông Á mang đến những giải pháp tốt nhất cho bạn. Hãy nhanh tay đăng ký lựa chọn nhiều ngành học hấp dẫn ở Đại học Đông Á bằng 2 cách. Lưu ý rằng thời gian đăng ký nguyện vọng 2 sắp đến rất gần. Hãy nhanh tay đăng ký để có cơ hội nhận các học bổng hấp dẫn và rất nhiều chương trình hấp dẫn đang chờ đó. Nhanh tay truy cập vào website dongá.edu.vn hoặc tuyển sinh.dongá.edu.vn, fanpage của Đại học Đông Á để biết thêm chi tiết và được tư vấn giải đáp những thắc mắc. Vậy đăng ký học tại Đại học Đông Á có gì hấp dẫn? Nếu bạn cảm thấy tò mò, hãy thử một lần trải nghiệm cùng những dịch vụ tiện ích của chúng tôi. Đại học Đông Á luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ khó khăn trong hành trình là sinh viên của bạn. Trong năm 2017, nhà trường dành 320 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng mỗi suất cho các thí sinh theo học tại 10 ngành đào tạo đại học chính quy, cùng 250 học bổng trị giá 2 triệu đồng mỗi suất dành cho các thí sinh có hộ khẩu từ 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Bên cạnh đó, nếu thí sinh nhập học trước ngày 30 tháng 8 sẽ cùng được tham gia chương trình sinh hoạt đầu khóa Chào Tân Sinh Viên 2017. Chuỗi hoạt động Chào Tân Sinh Viên 2017 sẽ được tổ chức thường xuyên trong suốt tháng 8 với nhiều hoạt động vô cùng bổ ích. Với cách thức tổ chức chuyên nghiệp kèm theo nhiều hoạt động thú vị, sôi động để giúp các bạn tân sinh viên hòa nhập nhanh với môi trường học tập và nắm bắt các quy chế đào tạo ở đại học. Với sự tham gia của nhiều chuyên gia diễn giả uy tín, Đại học Đông Á mang đến cơ hội cho các bạn tự tin trang bị các kỹ năng cần thiết về học tập, việc làm và các vấn đề xã hội để tự tin bước vào năm học mới. Hãy tham gia cùng chúng tôi để cảm nhận rằng các phong trào của sinh viên trường, hoạt động của các câu lạc bộ cấp trường sẽ không còn xa lạ với những năm tháng sinh viên, bởi bạn sẽ được trải nghiệm và tương tác với các không gian mở. Còn bạn sẽ tham gia các chương trình gì trong chuỗi hoạt động chào đón tân sinh viên 2017 này? Hãy nhanh tay đăng ký tham gia các chương trình hấp dẫn nằm trong chuỗi hoạt động chào tân sinh viên 2017 của Đại học Đông Á trước ngày 30 tháng 8 để được thỏa sức trải nghiệm. Là sinh viên, bạn không thể không tham gia.